Xin con người là chưa biết sinh từ đâu tới chết đi về đâu, Xin được mọi người nói cho tôi xin ra. đã hồ đồ mê muội mà sinh về đây. Món nào gì bây giờ? Tôi cổ đã xin Và rồi một thời gian sau đó lại đã chết đi rồi, Xin được mọi người nói cho tôi xin ra. Xin được mà cũng không biết là hồ đồ mê muội đi về đâu nữa. mọi người nói cho tôi xin ra. Xin được mọi người nói cho tôi Vậy thì cái chuyện này, cái vấn đề này mình phải làm sao mà biết cho rõ để đi cũng một đời này chỉ luôn nghĩ mở miệng ra nói là tôi, cái này là tôi. biết cái mình chưa là không biết tôi xuống nào đây, không biết tôi nào đi Sự tự mình không làm chủ lấy được mình là vì mình không biết sanh từ đâu tới mà chết đi về đâu. Phải dùng một cái tâm rất là dũng mãnh, có một cái chí hướng đó. Nhưng mà bảo cái sự chuyện của mình là Phải làm sao đem cái chuyện này để cho nó rõ ràng ra. bảo cái sự chuyện của mình là một chút cũng biết là sự chuyện này nó Một khi mình đã nắm rõ ràng rồi thì sao mình sẽ không còn bị lưu lạc trên đó nữa. là nó mà phải là chỉ chuyện muốn sự chuyện này nó là Nếu không thì mình lại phải không ngừng nghỉ mà phải lưu lạc ở trong cái dòng nữa. nó sang cũng đã tải sao phải chia sẻ yêu Con người không có cũng như nó không có ưu phiền gần cũng là có trăm ngàn cái thời gian lâu dài ưu phiền như vậy. mình chụp nhau rồi là thì cái khẩu súng của nhà cái sự bằng là gì của mình đi sinh ra sự có bao nhiêu phiền não chúng mình có thế giới này rồi chia sẻ có bao nhiêu phiền não gì Ngày ngày chúng ta sống ở thế gian đây, ngày ngày mình có phiền não mà một hơi thở không vào và mình đã biết là không. nó sống một sự kiện đâu có được ý à thì là không có gì Vậy rõ ràng có cái chuyện gì không phải là mình làm chủ như cái ý của mình được. sau khi rút một ý kiến này gì nhỉ bạn thì coi xong là tôi đây rồi Có được một chút gì mà vừa ý mình thì mình rất là hoan hỷ rồi. tôi rút một ý kiến nhỉ bạn Rồi những chuyện mà không vừa ý là đã rất là đau khổ. Ừ, thế thì hai ông chơi cái gì tốt sao? Bán đỏ thông thì sẽ chẳng biết đâu rồi. Vậy thì thấy hết cả cuộc đời mình đã có rất nhiều những phiền não, những cái đau khổ đó Ừ, rồi. nhưng mà ta Và rồi ngày thường đã đau khổ như vậy, trong giờ phút con chung của mình đó, mình rất là đau khổ mà càng thêm phiền não nữa. nói sẽ tôi sáng tạo cái sinh mệnh của tôi cần sáng chứ Ai cũng muốn là mình được sống lâu dài hơn. mà tao là muốn sáng sẽ theo sao mình cần phải cho biết rồi Cho tới khi mà cái vô thường nó hiển hiện thì mình không thể nào làm chủ lấy nó được nữa. à mình số ba nhân chín số ba mình sẽ tạo thống nhất thế giới Biết đó ngày xưa vua Tần Thủy Hoàng đã thống nhất thiên hạ. ta sáng tạo ra thằng trường sinh bất lão đan rồi Vua đã tìm cách để có được cái thuốc gọi là trường sinh bất tử. ta sư phụ công đức đó công thầy sa công thầy nhân tổ phong tổ còn là sang cái xe xe nó cho số mà sao sao bộ yo Và đã đưa người đi ra ngoài biển sông hoặc là lên trên những cái núi cao để tìm những cái thuốc trường sinh bất tử, nghe chọc đầu cũng là không thể à tìm được. nên là chưa được quan tâm chưa đạt được cái này ta đang sử dụng Tức là tứ đại cái thân nó tan rã thì không có ai, tức là chuyên không làm chủ được rồi. hay là không được sử dụng cho biết chủ đề, cho nên hiện tại học Phật, tu hành à, chính là cho được giáo chủ. Vậy mình không làm chủ, như bây giờ mình học Phật rồi mình có thể tự mình làm chủ được rồi. À, ông họ tham hoa đâu, tham hoa lắm, ông chưa có biết sao. Chúng ta tham cái tội đầu, cái câu tội đầu cho tốt là chúng ta có thể làm chủ lấy mình về Dạ. tham.